Hello các bạn, hôm nay thầy mình chỉ một khóa cực kỳ là khó này. Rồi. Rồi ok, bắt đầu đây là máy căn xay lưng nhá. Nó gồm có móc và gạt này. Móc và gạt. Rồi kim của nó ký hiệu là UO nhá. UO. Rồi. Vì là cái móc nó bắt ở bên tay trái hết, nên là khi gắn kim bao giờ cái danh vát phải hướng về bên tay trái toàn bộ. Đều hướng về bên tay trái hết nhá. Đó thì bước đầu tiên cũng phải lấy chiều sâu kim như mấy cái máy bình thường. Cũng lấy chiều sâu kim nhưng mà lấy chiều sâu kim theo độ ngả của móc như máy căn xay thôi. Thì độ ngả móc của nó cũng tầm 27 cho đến 32 thôi. Đó. Cũng từ 27 cho đến 32. Nguyên tắc của bắt mũi của nó là cứ móc lấy chỉ kim. Kim xuống kết hợp với cần gạt nữa, kim lấy chỉ móc như thế thôi. Đó nó gần giống hai kim móc xích á. Đó nhưng mà hai kim móc xích thì nó không có cần gạt như thế này, nó thêm cần gạt. Rồi. Độ ngả móc của nó thì từ 27 cho đến 32 thôi. Đó. Rồi. Còn mà mình muốn mà xê dịch cái độ ngả móc ấy, thì đây có con ốc lục giác 4 ly đây. Mình xê dịch nguyên cái cụm móc, cái này là cái đế móc, xê dịch nguyên cái đế móc. Rồi mở hờ cái thằng đế móc ra. Mở hờ thôi nhá. Quay móc lui về hết. Độ ngả móc như vậy là ok. Rồi không xê dịch gì đến độ ngả móc nữa, siết cái đế móc lại chặt lại nhá. Nhớ là phải siết nhá. Không siết là chạy rạch cái là đi hết cả kim luôn á. Quá 8 rồi, mọi người quá 8. Rồi, độ ngả móc xong rồi. Thời điểm bắt mũi thì cũng giống cái tất cả các loại máy thôi, bắt trên đôi khi một ly. Đó rồi thì giống cơ bản máy giống như căn xay, nó vậy? Giống y chang căn xay thôi, nó không có gì đặc biệt cả, nhưng mà nó ở đây nó đặc biệt thêm một cái là đặc biệt thêm cái cần gạt thôi. Cái cần gạt nó khó thêm một cái là nó khó thêm cái cần gạt thôi, mà chỉnh cái cần gạt thì mình phải biết cách chỉnh thì mới ấy nổi, thì mới chỉnh nổi. Này bắt hơi sớm này, Lê Xuân 4. Chào thầy 4. Đây là giáo sư. Giáo sư 4 là hai đấy. Chào các nhà. Chào bà con. Rồi, chào bà con. Chào bà con. Đang live trực tiếp đó, đưa lên YouTube á, chứ không phải là ấy đâu. Không phải chơi đâu. Chứ phải quay chơi. Không quay chơi được đâu nhá. Rồi bắt chân lúc kim 1 ly. Kim 1 ly rồi, ok xong siết chặt chủ kim lại. Khoảng hở giữa mỏ móc và kim thì cũng bằng 0. Nói chung tất cả các máy đều bằng 0 hết, chứ không riêng gì cái máy căn xay. Rồi. Bằng 0 nhá. Để ý này, khi kim xuống lấy chỉ móc á. Đối với cái máy căn xay lưng này á, là cái kim xuống lấy chỉ móc nó vừa sát cũng gần như là khoảng hở cũng như là bằng 0 với lưng móc thôi, chứ không được đá lên nhiều như căn xay bông. Mình muốn như vậy á, mình muốn xuyên lưng nhiều hay xuyên lưng ít á, là mình chỉnh cái thằng đế móc đây này. Chỉnh cái thằng đế móc này. Xong rồi nếu mà móc nó hở kim hay là đá kim á, thì mình lại chỉnh cái thằng móc này. Móc này nó không định vị nhá. Móc này không định vị. Ok cho cô đi phải đá được không? Đó, hiện tại giờ là nó đang đá móc này. Khi kim xuống lấy chỉ móc là đang đá móc này. Lúc này mình sẽ xê dịch thằng này. Xê dịch thằng đế móc á. Đế móc này mình có thể xê dịch này. Xê dịch này. Đúng không? Đó. Đi cà phê thì nó đi cà phê đá. Rồi. Lúc này nó sẽ bị hở này. Lúc này móc nó sẽ bị hở. Hở thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại thằng này. Chỉnh lại thằng móc. Hiểu không? Rồi ok. Quay xuống này, đó nó vừa ấy, vừa gần như là bằng bằng không,
không được đá lên lưng móc nhá. Đó. À, ok, siết chặt lại này. Tay nó là cái người lúc 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 rồi, ok. Nguy hiểm đấy chứ. Nguy hiểm. Rồi đó là cái phần phần móc xong rồi, mình tiếp tục đến cái phần gạt ha. Phần gạt này. Phần gạt này thì cũng đơn giản thôi, nó không có vấn đề gì phức tạp lắm. Rồi cái gạt đấy ra đúng chưa? Quan trọng là ở cái cần cần gạt nhá. Cái căn sai lưng này quan trọng là ở cái cần gạt ha. Nên là để ý ở cái cần gạt này, cái cần cần gạt này nó ảnh hưởng đến cái tỷ lệ bỏ mũi rất là cao. Mà căn sai lưng ấy đa phần là chỉnh nhá. Khi mình chỉnh nhá là đa phần là bị bỏ mũi là nhiều ha. Đa phần là bị bỏ mũi chứ không có. Với lại chạy lưng thì nó bị ẹo, bị gãy cái lưng thôi chứ nó không có vấn đề gì nhiều. Lùa vải rồi lưng nó bị gãy đi thôi hả? Chứ còn bệnh khác thì ít. Nó không có gãy kim với đứt chỉ đâu. Ít, tỷ lệ ít. Có mùi. Đó mà gãy kim đứt chỉ là tỷ lệ của mình lớn. Nên là mình tập trung vào cái phần đấy này. Tập trung vào cái phần cần gạt này này. Cần gạt cực kỳ là quan trọng. Cần gạt rất là quan trọng đấy. Nhiều cái này có cự ly 24 kim liên tiếp, cứ cách nhau 3 ly là dài dòng dọc 24 kim. Mà khi nào mà gặp cái hàng nào mà chỉnh 24 kim mà không bị bỏ mũi á, không bỏ mũi cây nào á, là bắt đầu lên đỉnh đấy. Cố gắng chỉnh nhá, là tỉ mỉ một chút, kỹ lưỡng một chút. Siết chặt hết ốc vào. Siết chặt hết ốc vào, tại vì ốc này mỗi lần kiếm nó khó. Rồi, ok, bắt đầu mình chỉnh cần gạt này. Rồi, cần gạt mình phải quan tâm đến những vấn đề chính sau. Một là khoảng hở giữa cần gạt và lưng móc ha. Khoảng này hiểu chưa, khoảng này đó, khoảng này nó phải hở đủ để sợi chỉ nó đi qua, nó nằm vào khoảng độ nửa ly nhá, nó nằm khoảng độ nửa ly rồi siết hở cái này lại, siết hở cái phụ cần gạt lại, rồi quay kim nó xuống tận cùng dưới, móc lui về hết giữa cái đầu cần gạt đây này và cây kim này, nó sẽ thẳng nhau ha. Ví dụ cây kim đây nó thẳng, đó là mình ước chừng nói như vậy, còn có thể xây dựng chút xíu nữa, nhưng mà để mà cách chỉnh nhanh á là khi kim xuống tận cùng đầu cần gạt này và cây kim, nó sẽ nằm ở giữa cái cần gạt, và khoảng hở giữa cần gạt và cây kim á nó khoảng độ trên dưới một ly chút xíu, để cho chỉ nó thoát qua cái điểm đầu cần gạt này, được chưa? Rồi ok, đây nhìn này, quay xuống tận cùng dưới này. Rồi, bây giờ mình sẽ nó chưa được giữa này, nên mình cho nó xuống. Rồi ok. Rồi mình chỉnh từng em một. Em này trước. Em nào đẹp thì trước. Em nào đẹp cứ sơi trước. Rồi khoảng thứ nhất này, để ý khoảng hở này này. Khoảng hở này này. Nhá, nó khoảng độ trên dưới 1 ly chút xíu. Ha. Để rồi đó, mình siết hờ lại thôi, đừng có siết chặt, tại vì mình còn phải chỉnh nữa đó. Rồi mình chỉnh như này là mới là tương đối thôi, chưa được tuyệt đối đâu nhá. Đưa cái kìm nhỏ. Đó, mọi người nhìn thấy cái khoảng hở chưa? Nếu mà chạy hàng zin á, chỉ lớn á thì cho nó hở to ra chút xíu.
còn chỉ nhỏ thì cho nó vừa vừa phải thôi, nó chỉ tầm 1 ly đổ về, kể cả hàng zin hay hàng gì cũng vậy, 1 ly đổ về. Đó, thấy không? Rồi, ok. Cái vấn đề cần quan tâm tiếp theo. Cái vấn đề cần quan tâm tiếp theo là khi mỏ móc đến lấy chỉ kim. Mỏ móc đến lấy chỉ kim. Cái mặt phải, bên phải của cái đầu gần gạt này này. Đây, ví dụ đây là bên phải của gần gạt và đây là cây kim. Đó, nó sẽ khoảng hở nó gần như là bằng không so với cái cây kim. Khi mình đẩy cây kim vào, khi mình kéo cây kim vào. Để làm gì? Để nó đỡ được cái vòng chỉ của cây kim bên này. Lát nữa nếu mà mọi người muốn cụ thể á, là cho vải vào, trỏ chỉ vào, chạy cho mình mở này ra, mình ngồi từ dưới mình nhìn lên là coi cái chức năng của nó làm cái gì, đúng không? Đó, nó sẽ lúc này cái chức năng của cái gần gạt khi mà móc đến đỡ mà móc đến lấy chỉ kim á, là cái gần gạt này nó sẽ đỡ được cái vòng chỉ nó sẽ như này, đúng không? Đó, cái gần gạt là nó sẽ đỡ cái vòng chỉ đó đó, nó sẽ đỡ cái vòng đó đó, nên là khi mình kéo cây kim này vào, khoảng hở giữa bên phải của cần gạt và bên trái của cây kim gần như là bằng không nhá, gần như là bằng không. Thì mình xê dịch này chút xíu nào. Lê Xuân Bốn không hiểu thì ghé đây luôn đi. Phải giấu rốt đó, vậy đó ha. Đấy không? Đây này, thứ nhất khoảng hở giữa mỏ gần cần gạt và cây kim này, thứ hai khoảng ở giữa gọng cái cần gạt và lưng cái móc này, và thứ ba nữa là khoảng hở giữa bên trái bên cây kim và bên phải của cái cần gạt, cần phải quan tâm đến ba yếu tố rồi đó. Rồi tiếp tục đến cái thằng ôn này, rồi thằng này xong rồi mình xích chặt lại. Rồi tiếp tục cái này. Anh chị em là có nhu cầu thuê máy hoặc mướn máy là cứ liên hệ qua số điện thoại để phần mô tả dưới nha. Đó, máy móc quá trời luôn. Học đó. Ai có muốn học thì cứ liên hệ. Đó. Máy móc này, đó, chuẩn bị đang đi chinh chiến. Nó như vậy này, lắc như này.